Ui, nhiều tiền lắm. Tiền thì tiền tiền tấn. Dầu số má ở Việt Nam ấy, không phải đùa. À đấy, còn cái đấy thì bao tiền? Anh ơi, cái hoa quanh năm này đang quả nhiều này. Đang quả. Hoa đơn này có quả nhỉ? Có. Thấy à? Đó, trang ấy. Quả. Quả chín chín anh ạ. Quả nhiều lắm. Cái đấy là mấy tiền? Này ăn cái đường như này. Đấy, cái này đẹp này. Ai cây như thế? Anh em hoa quanh năm mẹ. Quả thế này. Không có hết hoa. Có lúc hết hoa. Anh này có hết đỏ nó có đợt kia. Lúc nào nó hết hoa là hết. Vâng, nắm cho mấy đơn. Đi vào cây, nắm cho mấy đơn. Rồi, ok. Đi sang bên này. Anh nhận đi. Ủa. À, vâng. Xong việc thì mới đi được. Sau này hàng họ thế nào chú? Ở nhà có bán được cái nào? Siêu riêng đẹp phết nhỉ? Đâu, cái nào chú? Này có cây gì đấy? Đây, chú có 4 nhân 5 cái này, thấy cái này. Có cái này. Ở à, đấy, cái này ra đây đẹp hẳn nhỉ? Cái này khách đảo 4 triệu đấy. Cái thích gặp bà, tiền nó quen, quen nó bảo mà không bảo tiền 5 triệu. Nên ra đây bảo thấy bước 4 triệu rưỡi là không để tiền 4 triệu. Bán rồi gì? Cháu có tiền cháu chơi cái này. Thằng trẻ trẻ nó hơn tiền vài tuổi. Nào. Biết làm này. Bây giờ. À, cầu cao. Cầu cao đúng rồi, đi xe tháp. Được, mua cái này tốt quá. Hoàn thiện rồi. Thế là bán rồi gì? Rồi. Ừ. Thế còn cái này? Chưa. Bao nhiêu tiền? Cái 2.6. 2.6. Xuống 2.5 là bán. Đấy, nó vui thẳng luôn như thế. 5 cái này 5 triệu. Cây đài. Cây đài của Thu Hương. À thế. Thu Hương chuyển động 24 giờ. Ui, MC Thu Hương. Không, MC Thu Hương không đẹp vàng đâu. Thấy vui. Và quay phim mà cứ lọt Thu Hương vào người anh em người ta mê lắm. Ông cũng biết Thu Hương chuyển động 24 giờ kìa. Kinh quá nhỉ. Thôi nó đâu rồi. Quên mất. Nhưng mà sau lại một tuyến truyền hình gì. Thu Hương có chẳng kép gì. Đây rồi. Quăng kìa. Không thể chơi chạy. Đấy, cây này đẹp, cây này nhặt ra đẹp. Nó đẹp, trật tiếng. Tay rất điệu nghệ, lượn cuốn lượn. Con nào mua cái này tỉnh táo đấy. Con nhà ông Liên đấy. Cao đồ... Mét. Mét. Đấy, mình ôm cây đi về rồi. Ai? À, cái xin. Muốn đi đằng sau rồi quay cái mặt sau nó. Ở đây quay ra phỉnh nhà cho nó khoái. Dạ. Có em đủ tiền 5 triệu em lấy cái này khoái. Ai? Không, sắp ra đi cây thì mà. À. Ba tiền phỉnh câu. Vâng. Nhưng mà con đang ở đâu ấy? Con dài ngoài ở Bắc Cường này. Đi vòng đây kìa. Đấy. Một mình một chỗ đẹp hẳn. À đấy, chỗ cái tay này nó dính rồi nhỉ. À, hôm trước không để ý kỹ. Được đấy. Được. À, sướng không? Được. Tí nữa thì mình lấy rồi, không có tiền. Được. Đây này lá bóng nhỉ. Chưa à. Cái này cũng có luôn. Cái này
nhiên. Dạ. Khách giả ba triệu. Đấy đúng rồi, sao bác ơi, bác sợ. Mấy viên. Còn này khách mua cái nào? Bảo là cứ quay dính tí nhan sắc mà anh em nhiều khi lại trêu bảo mẹ quay chuyển động anh từ giờ rồi. lọt vào ống kính thế này nhiều khi lại bị trêu là lục đục thì chết. Rồi, cảm ơn các bác. Thấy không đẹp đấy. Thế là sáng giờ mới có một cây này ra đi thôi đúng không? Rồi, ok. Xin cảm ơn các bác. Không Ngọc Mai này bao nhiêu? Không Ngọc Mai này thì bao nhiêu? Đấy, hoa giấy thì bao nhiêu? Hoa giấy đấy thì bao nhiêu? 3 triệu. Đấy, cái vòng mai này đẹp này. Vọng vọng cách này thì bao nhiêu? Cách à? 800. Buông đẹp. Sau quả đỏ, quả cái này em, sau nó quả nhiều. Quả nhiều mà. Đấy. Chơi này vừa đẹp vừa thơm. Ừ, thơm như nước chèm. Thơm như nước chèm. À, chuyển đi xa dần cho quen. Không, nó dày nhá. Dày, dày. Dày lắm. Người ta mình phải đóng công. Và người ta trả tiền thêm. Không biết rồi nhưng mà gửi nó khó. Nếu gửi gì hết. Lan. Gửi lan nó gì? Viettel nó nhận hết, vào tận nhà lấy. Đi được hết, cò mấy nó đi mà. Nó hơi mất công thôi. Đúng rồi, nó mất công mà. Bảo là tính không công nếu mà được làm không thốn. Mất công mà. Thôi kìa, cái nó đẹp như thế. Đẹp thì nó phải đắt, đẹp thì nó đắt thì nó mất tiền gì. Ừ, Ngọc Mai này. Cây tàu nhỉ? À đấy là mình cũng thích thì mình bỏ à? Đấy là mình theo như mình làm được theo 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 xúc sắc nghe hay quá nhỉ. Đấy, đi ra được rồi. Hai em chơi. Ui dồi ôi, nhìn thôi nhỉ. Có cái gì đấy? Cái giá của cái sông Long Trồng Việt đấy. Chắc đấy. Ừ, sông Long Trồng Việt. Nhưng mà gồm có chắc đấy. Long Trồng Việt cái đĩa đấy. À, ôi. Cái đấy thành phẩm rồi. Không tìm thấy tìm với người nhà đâu. Ngồi chỗ nào. Đàn kia gì cả. Ra kia, cứ ra kia ngó xem có cây gì hay không. Tí em đi ra đấy, anh cứ ra trước. Cây đi bán. Mấy chiến sĩ ở trên Sơn Tây gọi điện thoại cho cháu lấy cả một ngoài cây lấy cây tùng. À. À được. Em không cứ gọi lấy cây đấy nhìn thôi. Cái này cái gì? Cái tường vi bắn. Tường vi. Tường vi. Hay quá. Lá nó này. Vâng, lá nó phải nhỉ. Lá không? Không, lá nó... Mới đưa lên. Cây này nó ở truyền đảo rồi nhưng mà nó không có chậu thì em bỏ vào chậu. Đấy, nay có cây gì đặc sắc không chú?
sáng chú chắc bán hết giờ sáng nhỉ? Bán mấy rồi. Đó, đấy rồi. Không có tiền. Còn mấy cái tùng này với mấy cái xanh. Trước có mấy cái tùng hay lắm. Đấy, tùng này nó bao tiền cây chú? Chú nhỉ? Cái này bao tiền cây này? Cái này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Chú toàn là đổ từ tối rồi nhỉ? Đúng không? Cây hải sơn tùng nhiều người thích. Đây giờ hiếm ở không còn. Nó bảo đấy là nó một cây nhưng bây giờ tại nhà không có. Nó đi miền Nam muốn lấy ra giờ nó không còn cái cả. Nó có nhưng nó lại ở cái dáng khác, nó lại không ở cái dáng khác rồi. Nó gần biển nó mới có. Cây nó cũng quý đấy, quý đấy. Quý mà. Cây nhiều người biết. Đúng người chơi thì mới thích nhưng mà nếu bình thường thì đúng rồi, bởi vì mình thường ngoài Bắc là chẳng biết được cái gì. Đúng rồi. Đây chắc còn cây này. Cây này thì là bao nhiêu tiền đấy chú? 2,2 triệu. Rồi chú Trung. Nhiều cây lắm nhưng mà phải đi sớm mới gặp được nhiều cây đẹp chú. Cảm ơn chú nhá. À đây còn cây này nữa. Đây là cây xanh đang Bình Đệ. Bình Đệ. Bao nhiêu tiền đấy chú? 3,7 triệu. Giá bán ấy. Người đổ buôn mà. Xanh Nam Điền. Đúng không nhỉ? Đấy là xanh quê. Quê. Da vàng phết nhỉ. Quê. Rồi. Cảm ơn chú nhá. Cái tùng nhỏ nhỏ này thì bao nhiêu ạ? Đây là 600. 600. 600.000. Đấy. Nào thích thì liên hệ chú Trung nhá. Số điện thoại thì ở cái video hôm trước có cái cây hải sơn tùng ấy. Sơn tùng ấy. Ok. Rồi, để cháu sang khu vực bên kia.